Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nguồn thủy lực 60V Có thể dùng 48 và 72V acquy nhé à, Nguồn này là nguồn 2 chiều Và dành cho hai xi lanh có nghĩa là điều khiển được hai xi lanh Đấy, Điều khiển 2 xi lanh độc lập hai xi lanh độc lập còn tất nhiên là các bác có thể lắp lên nhiều xi lanh Tuy nhiên là ở đây là nói về hai cái xi lanh độc lập thôi sẽ là hai cây lên xuống độc lập riêng biệt đấy cái này thì thích hợp sử dụng cho xe lưng xe lưng điện hoặc là xe lưng tay đấy xe lưng tay có thể chế bộ này vào tuy nhiên thì cái này dùng cho xe lưng điện là để là rất là tuyệt vời đấy. thùng dầu này thì khoảng 8 lít nói chung là dùng những cái cây xi lanh để lân hàng à, chế cái xe khoảng 1 tấn rưỡi đổ lại thì là phù hợp động cơ thì ừ. được trang bị là 1.300 w à, sử dụng dài hạn nhé nguồn này có thể sử dụng dài hạn được Đấy. có dơ le này tất cả đấu rất là đơn giản thôi à, các bác có thể làm những cái xe lăn à, lên xuống và chỉnh à, góc nghiêng của xe lưng thì sử dụng trạm bơm này là phù hợp đấy cái này thì à, nó khác với cái động cơ sử dụng ngắn hạn là động cơ sử dụng ngắn hạn thì không thể hoạt động liên tục được À, hoặc là phải ngừng nghỉ ngừng nghỉ thì à, nó không bị nóng không cháy động cơ còn cái dòng dài hạn này thì động cơ nó rất là lặng và nó bền đấy Tuy nhiên giá thành nó sẽ cao hơn động cơ bao giờ nó cũng to hơn đấy, như cái con này có 1.300w Tuy nhiên thì cái đường kính bơm à, động cơ của nó 13cm và chiều dài của nó động cơ của nó là 10 23 cm. Tổng cái bộ này thì có kích thước là 55 cm, rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, trọng lượng là 22 kg chưa tính dầu. Thùng dầu thì khoảng 8 lít. Đây là các cái đầu ra này. Đầu ra này là ren 18 nhé. Dây dầu và cây ben bên em đều bán. Xi lanh thủy lực thì bên em bán các cái loại từ 1 m đổ xuống. Đấy, 1 m thì à có thể là làm à, xe lưng được à 2 m. Đấy. Thì các bác cứ à, dùng cây xi lanh 1 m thì có thể lưng được à 2 m. À, lưng à, sử dụng xích này Đấy, sử dụng xích công nghiệp. cơ cơ cấu lưng thì các bác lên à, trên mạng để search. Đấy thì nó sẽ đẩy cái xích kéo cái bộ bàn lưng lên thì với một cây chính là để nâng hàng và một hoặc hai cây phụ để điều chỉnh độ nghiêng của sản phẩm à, độ nghiêng của bàn lưng tránh bị đổ thì đấy là dòng cao cấp thì các bác có thể chế là hai còn bình thường có thể làm một thôi, cái đấy thì tùy. nhưng một xe nâng thì thường thường tối thiểu nó sẽ là hai xi lanh, hai hành trình, một hành trình nâng và một hành trình là chỉnh độ nghiêng của bản nâng. mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng gọi điện đến số điện thoại 0966 818 955 bên em sẽ hỗ trợ đấu lối toàn bộ cho khách hàng khi mua hàng cảm ơn các bạn đã theo dõi video